Nữ thần showbiz khi bước qua tuổi 57, Lý Nhược Đồng nhuận sắc, ôn bích hà mãi đẹp. Trong làng giải trí Hoa ngữ có không ít mỹ nhân cùng sinh năm 1966. Tính đến nay, họ đã 57 tuổi rồi. Chẳng biết vì trùng hợp hay gì mà đa số họ đều lận đận trong chuyện tình cảm khiến người hâm mộ xót xa không thôi. Hãy cùng xem thử, ở ngưỡng tuổi này, họ đã thay đổi thế nào nhé. Lý Nhược Đồng vốn là tiếp viên hàng không, nhờ ngoại hình xinh đẹp mà cô được mời đóng quảng cáo rồi lọt vào mắt xanh đạo diễn Từ Khắc. Sau này, Lý Nhược Đồng đầu quân cho TVB và được nhà đài ưu ái vô cùng, luôn giao những vai cổ trang nặng ký trong Thần Điêu Đại Hiệp hay Thiên Long Bát Bộ. Lý Nhược Đồng từng có giai đoạn vắng bóng vì rơi vào lưới tình và bị vị hôn phu phụ bạc. May mắn là cô đã vượt qua nỗi đau tình cảm và tái xuất làng giải trí. Ở tuổi 57, nàng tiểu long nữ khiến người hâm mộ phải suýt xoa vì nhan sắc trẻ trung xinh đẹp cùng vóc dáng săn chắc hệt như thiếu nữ. Đặng Tụy Văn từng tham gia lớp diễn xuất của nhà đài và trở thành diễn viên thực lực được cả TVB lẫn ATV trọng dụng. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Đặng Tụy Văn góp mặt trong loạt tác phẩm kinh điển như Tôi Có Ước Hẹn Với Mùa Xuân, Thâm Cung Nội Chiến, xứng danh tài nữ, giỏi giang, xinh đẹp và cá tính. Thế nhưng Đặng Tụy Văn vẫn sa đà vào chuyện tình cảm với tài tử Giang Hoa đã có vợ con. Sau cú sốc vì tình yêu đó, Đặng Tụy Văn hối hận cả đời và quyết định chọn cuộc sống độc thân. Ở tuổi U60, người đẹp nghĩa hải hào tình dù đã có dấu hiệu tuổi tác nhưng vẫn rất mạnh mẽ và yêu đời. Ôn Bích Hà vốn là một cô gái bình thường có xuất thân nghèo khó. Dẫu vậy, với nhan sắc quyến rũ đặc biệt, năm 15 tuổi cô đã nhận được sự quan tâm của những tay săn ngôi sao và nổi lên ngay từ tác phẩm đầu tay Tịnh Muội Tử. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, vai diễn thành công nhất của cô chính là Đát Kỷ trong Đát Kỷ Chủ Vương. Tuổi 57, Ôn Bích Hà chẳng còn mặn mà với phim ảnh nữa. Không đóng phim, nhưng Ôn Bích Hà vẫn thường xuyên gây bão mạng bởi nhan sắc trẻ trung cùng dáng người thon thả hệt như thiếu nữ. Chẳng những thế, hôn nhân hạnh phúc giàu có của cô cũng rất đáng để ghen tị. Châu Hải My từng là cô bé tự ti về ngoại hình cho đến khi được bố bí mật ghi danh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Dù không đạt được thành tích nào nhưng Châu Hải My vẫn tạo được dấu ấn với các nhà làm phim. Nhờ thế mà cô được góp mặt trong Dương Gia Tướng, Mặt Đại Hoàng Tôn, Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Châu Hải My của hiện tại vẫn đóng phim và chỉ đảm nhận những vai diễn nhỏ mà thôi. Bởi phần lớn thời gian của cô đều được dành cho đàn chó cưng ở trong căn biệt thự đắt tiền. Có lẽ vì không vướng bận chồng con nên nhan sắc của Châu Hải My vẫn rất hút mắt. Lý Lệ Chân được coi là diễn viên thực lực của Hồng Kông khi góp mặt trong Thắng Lợi Cuối Cùng hay Đại Thời Đại. Sau này, vì muốn nổi nhanh mà cô đóng phim đặc biệt chỉ dành cho người lớn. Đến năm 1996, cô tuyên bố đoạn tuyệt với dòng phim này và mặc áo thành công với giải Kim Mã dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Đẹp và giỏi nhưng Lý Lệ Chân không may mắn trong tình yêu. Cô từng ly hôn cũng suýt nữa là rời nhân thế vì lùm xùm làm bé ba. Hiện tại, Lý Lệ Chân và con gái đã di cư đến Canada để tránh xa thị phi. Thi thoảng cô vẫn đóng phim và khiến người ta suýt xoa vì vẻ đẹp mặn mà. Lưu Ngọc Thúy là sao nữ hiếm hoi của TVB theo học trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp. Sau khi nhận giải Kim Tượng cho nữ phụ, cô cũng được mời về cống hiến cho TVB. Dù không đẹp nhưng Lưu Ngọc Thúy vẫn được khán giả yêu thích nhờ tài diễn xuất sắc trong Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký, Truyền Thuyết Người và Rồng. Lưu Ngọc Thúy của hiện tại đã rời TVB và đổi tên thành Lưu Kiều Phương để mưu sinh ở đại lục. Cô nhận lời đóng phim, quay show và livestream bán hàng. Nhờ sự chăm chỉ mà Lưu Ngọc Thúy có được cuộc sống đủ đầy vui vẻ và ngày càng trẻ đẹp hơn. Ở tuổi 57, sáu mỹ nhân này khiến khán giả phải suýt xoa mãi vì giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. Trong đó, Lý Nhược Đồng và Ôn Bích Hà nhận được nhiều lời khen nhất vì vẫn giữ được sắc vóc thon thả như thiếu nữ. Tin sao Hoa ngữ, thế giới của những người quan tâm, yêu thích và luôn hóng drama trong showbiz.